Trúc Anh, Ngọc Dung. Chị muốn chia sẻ với hai em một điều là trong các bạn đây hai em là thực ra không phải là đi yếu mà là các em chưa có hiểu được cái cơ thể của mình, các em chưa có thực sự quá tự tin. Như Ngọc Dung hạn, em vẫn chưa có thể thả lỏng được cơ thể của mình. Đấy, Trúc Anh thì em cần mạnh hơn, tự tin hơn. Đừng có đi rút rát vậy, tại vì chúng ta ở trên bãi biển mà chúng ta không phải trên một sàn catwalk. Nếu trên sàn catwalk thì với thử thách này, đội của Ngọc Dung đã luyện tập rất nhiều, thậm chí bỏ cả thời gian ngủ vì cả ba thành viên đều chưa có kinh nghiệm. Đội của em là trong ba người là chưa ai từng có kinh nghiệm về photoshoot hết. Nên đội em đã cố gắng rất là nhiều so với người khác, là thay vì ngày hôm qua là khá mệt mỏi với cái việc là bơi ngoài biển, đóng thuyền, mọi người sẽ về ngủ, còn bọn em phải là tập luyện suốt đêm để hoàn thành cho nhỏ tốt hơn, ăn ý nhất. Ninh Miu thì lúc ấy chị để ý em đi rồi. Em thì thực sự thần thái rất là ổn, nhưng mà cái cách đi của em ấy, em chưa thực sự mạnh mẽ nên chị nghĩ rằng em có thể chuyển động cơ thể mình, em làm được nhiều hơn những gì chị nghĩ. Nhưng mà đến khi em đi ấy, thì chị thấy ấy, em chưa có thực sự toát hết được bản thân của mình ra. Em vẫn còn rụt rè lắm, em vẫn đi vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Thực sự nhìn rất là nóng bỏng mà tại sao em đi rất là nhẹ nhàng vậy? Tại vì hôm nay cái phong cách của bọn em là cổ điển á. Chị biết hiểu cổ điển nhưng mà trên bãi biển mà đâu, chị đâu cổ điển là em phải nhìn nhẹ nhàng đâu. Em vẫn nhẹ nhàng mà em vẫn làm cho người ta cảm thấy em quá sexy. Em đi có tràn đầy năng lượng vào thì nó vẫn là sexy mà. Đi nhanh nhá chị? Chị không đi nhanh mà em ý là em đi em làm mạnh lên đấy. Nó mạnh cái chuyển động của mình lên đấy. Nhìn Linh Miu có vẻ không phục với nhận xét của giám khảo Hoàng Oanh. Thực ra các đội thì ai cũng có một cái nét riêng, hình dáng bên ngoài, ngoại hình, rồi về năng lực, rồi nói chung là cái tính cách nữa rất là quan trọng. Về cái thần thái, nó sẽ toát ra một cái thần thái trong cái tính cách của mình. Mạnh lên, mặt tươi lên, cơ mặt tươi lên, đi biển mà năng lượng lên. Thử thách chụp hình thực sự đang rất khó khăn, thời tiết đang không ủng hộ, các thí sinh ai cũng tỏ ra mệt mỏi. Ngọc Dung dù rất cố gắng nhưng lại không nhận được nhiều sự đánh giá cao của ban giám khảo và cô cũng tiết lộ lý do. Ngày hôm nay là em có không tự tin về cái bộ tóc của mình, là nó quá khô và lúc nào cũng đi ngược gió thì nó bay, nó che hết mặt của em. Thứ hai là em đang bị bệnh. Thứ ba là em lần đầu tiên em tập catwalk trên biển. Như ban giám khảo có nói là tướng đi của em hơi bị thô. Thì thực sự thì vai, tay, chân của em rất là nhức khó. Em thực sự là đến cả đi em còn chưa muốn đi nữa chứ. Catwalk phải uyển chuyển xong năng động. Diễn cái tóc đi em ơi, diễn cái tóc nữa. Rồi. Đẹp cùng nhau, ok, đẹp cùng nhau. Ba người đang đều quá. Không thể nào mà cho ba người bằng nhau được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
từ từ không sao hết, cứ từ từ thả lỏng lại. Lúc đi thì mấy bạn này đi không có tổ chức. Giảm tốc độ lại. Đúng rồi. Mặt tươi lên xíu. Mặt em đẹp á, nhưng mà tươi lên tí xíu nữa. Các bạn đang bị đuối á. Năng động lên, nhiều năng lượng hơn, nhiều năng lượng hơn, nhiều năng lượng hơn. Nóng bỏng, đúng rồi, sexy. Bé là diễn viên lâu rồi à? Diễn viên à. Nhắm mắt lại, 1, 2, 3, mở mắt ra nhìn ống kính cười. Cười cười tươi mà. Năng lượng vô, năng lượng vô, năng lượng vô.